Cái điều nan giải nhất là đi rừng, khi mà chúng ta ăn xong rửa chén rửa đĩa rồi mà không có xà bông, ta dùng than, ta đâm than ra và nặn chanh vào đó cho nó sệt sệt sệt, xong bắt đầu bôi lên chén dĩa của mình, bôi lên xong ta rửa lại bằng nước sạch thôi, không cần phải sử dụng xà bông ha.